Rồi em thức uh, xin chào các bác đam mê audio nhá. Thì hôm nay em cũng uh, có một món mới nha. Thì uh, đầu năm mới thì em cũng có món mới. Này hôm nay em sẽ lên một video ngắn để em cũng nói sơ sơ về cái con uh, DAC này nha. Thì uh, em cũng nói uh, rõ là con đe, con DAC này là, là modern của nó là hãng là Delasip của Trung Quốc nhá là, là pon tốt 2 nhé Đấy là cái bản này là bản kỷ niệm 12 năm nhé Đây tốt 2 này Bản kỷ niệm 12 năm Của hãng nhé Đấy Cái con này nó đặc biệt hơn con trước là con trước là bản thường nhé Con này lần này là nó là bản kỷ niệm 12 năm nhé Đấy Thì cái mặt mũi và cái cách điều chỉnh của nó thì nó giống y chang như con trước thôi nhé nhưng mà con này nó lặng thêm mấy ký đấy, so với con trước nha. Đấy. đấy lặng hơn mấy ký đấy. Thì đằng trước cái mặt điều khiển của nó là như vậy thôi nha. Đây. À, chọn đầu vào này. À, đây là quay về và đây là bấm lên và đây là bấm lại. Đi lên đi lại, cộng trừ đây. Input đây. Đó, nó là như vậy thôi. Đơn giản thôi. Đấy, còn cái này là giải mã thì Mô xích server của mình vào thì bao nhiêu thì là tự động nó lên từ đây thôi đấy là cái con này là nó nó chạy là DSD là DSD là cao nhất của nó là 1024 nha đấy và PCM của nó là đi 1036 Đúng rồi Đó Thế con này độ phân giải của nó là cực cao nha các bác nhá. Đấy, nghe nó chi tiết, tách bạch và chi tiết nhá. Đó. cho quay đằng trước đằng sau này. Hàng này mới 100% nha các bác nhá. Đấy. Đây. 2 cổng là 3 lăng này. 2 cổng là CA này. Đó. Chạy điện của nó là từ 115V đến 230V nhá. Đấy. Có nghĩa là điện 100V này 220 của mình cắm được bình thường nhá. Đấy, đây là hai cổng cấp đồng trục rồi, 1 2 luôn nhé. Và đây là nó sẽ có hai cổng là IIS là là lấy từ một music server khác cắm vào đây nhé. Đó. Rồi cổng optical và đây là cổng N2S này, họ đã dán ra giấy này, bịt vào đây này. Đấy, đây. Và USB Đấy. thông dụng nhất là cổng này nhé. Đấy nó vậy thôi đơn giản thôi. Con này là thuần thuần luôn nhé. Nó không có Bluetooth và không có Uh, mạng nan cắm vào cả nói chung là nó là thuần luôn đấy chơi DC nó phải chơi thuần thì nó mới hay Nhớ nhé nó lai like, lai like, lằng nhằng là cũng mệt lắm đấy máy thì ok rồi máy mới 100 trăm bác nhá đấy con này là nó sẽ bảo hành bây giờ tại Việt Nam nữa nó bảo hành 3 năm bác nhá trước đây là nó chỉ có một năm thôi nhưng bây giờ là bảo hành 3 năm luôn cho các bác chơi nhá đấy đây Đấy trước này nó có dây nguồn Nhưng mà lần này về là nó không có dây nguồn luôn Nó chỉ một cái máy này không vào một cái thẻ này Đấy Và mã số của thẻ đây nhá. Ở dưới đít tên nó trùng nhau Em kiểm tra rồi ok nhé Cái này Đấy Cái này là từ lấy hàng từ Singapore này Nhập về luôn nhé Đấy. Đấy, cái hàng này thì thực sự ra cũng quen thuộc rồi Thế nó giống như cái con uh, uh, bon hai mà đời bình thường đấy đời trước đấy nhưng mà con này là bản kỷ niệm 12 năm bác nhé đây này đó đây rõ là bon tuốt hai kỷ niệm 12 năm nhá 12 th đấy nha đấy còn cái thùng hộp này là nó có hai lớp luôn nhá có hai lớp vỏ thùng dày dặn lắm nha các bác chơi này là, là yên tâm nhá bảo hành 3 năm cho các bác sử dụng nhé đấy đấy con này em cũng báo giá luôn cho các bác như thế này con này là giá của nó là bây giờ là 44 triệu 200 nghìn nhé đấy bảo hành 3 năm tại Việt Nam luôn nhé đấy, nghe chất âm con này thì nói về chi tiết tách bạch thì cho các bác khỏi lo nhé cái con này á là ở giữa của nó nhé nó có hai tầng này ở dưới của nó là nó có một nó có Uh, nó có hai cục nguồn xuyến bằng bằng cái chén con ấy nằm ở hai bên này. Còn tầng trên ấy thì là nó làm mạch, các mạch um, của các uh, 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 mạch của giải mã của nó nhá. Là con này là nó 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 chơi bằng chạy bằng mạch là R2R chứ không có chạy bằng chip nhá. Đấy, cái âm thanh nó trong sạch, tách bạch lắm nhá. Đấy, nếu mà các bạn mà các bác còn muốn nghe chi tiết ấy, thì nó đây. Đấy. Chi tiết thì cái hàng này thì là ok rồi các bác nhé là em có đầy đủ model nhé Đấy Model này là model thấp nhất này Còn model này tầm trung này cứ Tầm 70 triệu này 100 triệu này Và đến 180 triệu là cao nhất nhá, Đấy Các bác thích model gì thì em sẽ có hàng Cho model đó luôn nhé Đấy Đây thì cái hàng này là thông dụng nhất ấy, Là dễ chơi nhất và giá nó cũng, cũng dễ thở nhé Thì em sẽ À, sẽ lấy một con về để em quay lên cho các bác coi nhá. Đấy. Con này là nó cân nặng là đi tới hơn 11 kg đấy nhá. Nó nặng hơn con trước bấy kg nhá. Đấy, các bác yêu thì cứ điện thoại cho em nhá. Đấy. Thế là em cũng nhắc lại là con này là hiện bây giờ là nó không có dây nguồn này. Đấy, về nó chỉ có một cái thẻ này thôi, bảo hành thôi nhá. Không có dây nguồn. Đó. Nó là thuần đác luôn nhá. Đấy các bác chơi tới con này thì đỉnh cao rồi nhá. Nói về chi tiết tách bạch thì các bác muốn chi tiết thì phải gặp em này nhá, nó mới xứng tầm nhá. Rồi ok nhá. Đấy, con này là giá là 44 triệu 200 bảo hành 3 năm tại Việt Nam luôn nhá. Các bác nào yêu cứ điện thoại cho em nhá. Rồi ok, em xin chào các bác.